Sáng nay ngày 25 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát lệnh khởi công dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô. Theo đó, dự án có chiều dài 112,8 km đi qua địa bàn của 3 tỉnh thành là Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Trong đó, tuyến đường qua thành phố Hà Nội dài khoảng 58,2 km, tỉnh Hưng Yên khoảng 19,3 km, tỉnh Bắc Ninh khoảng 25,6 km và tuyến nối dài 9,7 km. Tổng mức đầu tư 85.813 tỷ đồng theo hình thức đầu tư công kết hợp với PPP. Dự án đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ khởi công dự án đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 có tổng chiều dài 27,4 km, được chia làm hai thành phần. Dự án thành phần 1 có chiều dài 16 km với tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 dài hơn 11 km, nằm trên địa phận tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp với mức đầu tư trên 2.200 tỷ đồng. Đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu sẽ kết nối với đường cao tốc Bắc Nam, gồm phía đông theo trục dọc, gồm thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Mỹ Thuận, Cần Thơ, Cà Mau. Phía tây sẽ nối với đường cao tốc Bắc Nam đang hình thành, gồm đường Hồ Chí Minh, Mỹ An, Cao Lãnh, Lộ Tẻ, Rạch Sỏi. Khi tuyến cao tốc được vận hành, sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang trục ngang quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, tạo không gian phát triển cho cả vùng, đồng thời kết nối các trung tâm kinh tế cửa khẩu quốc tế và cảng biển. Sáng ngày 25 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Minh Quân, sinh năm 1984, trú tại xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra, Trần Minh Quân có mâu thuẫn từ trước với Nguyễn Hồng Hải, sinh năm 1976, trú tại xã Mỹ Khánh. Ngày 22 tháng 6, Quân gặp Hải tại công viên gần Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên. Cả hai cự cãi dẫn đến đánh nhau. Trong lúc hai bên xô xát, Nguyễn Hồng Hải bỏ chạy vào Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Khánh. Trần Minh Quân đuổi theo, dùng ly thủy tinh đánh Hải gây thương tích và làm náo loạn tại đây. Công an xã Mỹ Khánh nhanh chóng đến khống chế bắt giữ Quân, đưa về trụ sở làm việc, đồng thời đưa Hải đi cấp cứu. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6, tại Bản Bèo, xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp căn nhà xây cấp 4 của hộ gia đình chị Ma Thị Hát, sinh năm 1990, khiến cháu bé 6 tuổi, dân tộc Tài tử vong tại chỗ. Ba người còn lại trong gia đình chị Hát may mắn thoát nạn. Ngay trong đêm, chính quyền xã Bình Trung và huyện Chợ Đồn cùng người dân, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường thêm nhân lực, hỗ trợ gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả, động viên ổn định tâm lý và lo hậu sự cho người bị nạn. Mưa lớn cũng khiến ba nhà dân tại huyện Na Rì bị hư hại. Đường bê tông nông thôn tại thôn Thẩm Mu, xã Văn Lang và thôn Nà Bàn, xã Sơn Thành bị sạt lở. Tối ngày 24 tháng 6, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Động thái này liên quan tới việc Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang thụ lý điều tra hình sự vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác. Trước đó, ngày 15 tháng 6, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án, hành vi vi phạm pháp luật của bị can Nguyễn Ngọc Phương và những người có liên quan. Ngày 24 tháng 6, lực lượng chức năng thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu đã hoàn tất các thủ tục cần thiết bàn giao thi thể ba cha con bị đuối nước thương tâm tại Hồ Đá Đen, thị xã Phú Mỹ cho gia đình lo hậu sự. Trước đó, chiều ngày 22 tháng 6, anh Nguyễn Đình Cường, sinh năm 1979, ngụ phường Hắc Dịch, dẫn theo hai cháu bé đến Hồ Đá Đen, đoạn thuộc ấp Cầu Mới, xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, để đánh cá thì gặp tai nạn. Đến sáng ngày 23 tháng 6, chưa thấy ba cha con về nhà nên gia đình đã đi tìm kiếm.
Tại khu vực nạo vét thuộc ấp Cầu Mới, gia đình phát hiện thi thể anh Cường ở gần bờ đập. Hiện trường của vụ đuối nước là địa điểm đang thi công nạo vét, cải tạo, tận thu khối lượng vật liệu, hạn chế người dân ra vào. Tại Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang đang ghi nhận số ca mắc tay chân miệng gia tăng, có nơi vượt ngưỡng báo dịch. Cụ thể, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ ngày 25 tháng 6 ghi nhận 103 ca bệnh tay chân miệng đang nằm viện. Bình quân mỗi ngày có khoảng 25 ca nhập viện. Khoảng 40% trong số đó chuyển tới từ nhiều địa phương như Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang. Đáng ngại hơn là số ca nặng tăng nhiều so với năm 2022. Cụ thể, từ đầu năm đến nay có 9 ca độ 3, độ 4, trong đó có 5 ca phải chuyển lên tuyến trên ở thành phố Hồ Chí Minh, 2 ca độ 4 tử vong. Trong khi đó, cả năm 2022 chỉ có 8 ca tay chân miệng độ 3, không có ca tử vong. Tại Đồng Tháp, CDC tỉnh này ghi nhận 902 ca mắc tay chân miệng từ đầu năm đến nay, trong đó có 1 ca tử vong. Còn tại An Giang, tính từ đầu năm đã ghi nhận 600 ca mắc tay chân miệng, trong đó có 1 bệnh nhi tay chân miệng chuyển từ Đồng Tháp qua An Giang đã tử vong. Theo CDC tỉnh Kiên Giang, các địa phương có số ca mắc tay chân miệng cao gồm Phú Quốc 80 ca, Rạch Giá 50 ca, Hà Tiên 44 ca.